Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Lại là mình đây, mình đã quay trở lại để làm video phục vụ các bạn và có một ít máy muốn view lên cho các bạn để cho tất cả các bạn cùng tham khảo, cũng như là bạn nào có nhu cầu muốn sở hữu những chiếc máy thì có thể ủng hộ cho kênh Việt Thắng nhé. Thì bên mình hôm nay sẽ có những chiếc máy, đó là những chiếc Samsung A600 này, Oppo F9 này, Nova 3i và Samsung A920. Thì bên mình sẽ vào view cho các bạn luôn nhé. Thì đầu tiên đi, những con máy mới trước đi. Đây là những chiếc Samsung hàng phẩy nhá, phẩy đẹp nhá. Samsung A600 hàng công ty. Đó. A600 hàng công ty. Đây là mình sẽ xem cấu hình của nó nhá. Này mình không để ý cấu hình của nó. RAM 3GB, bộ nhớ của nó là 16GB, à bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đó, con Samsung A600 này, con này là hàng công ty thì 2 SIM 2 sóng là điều chắc chắn rồi. Đó. Máy cũng còn khá đẹp nhé. Đó. Bên mình đang bán cho bạn giá là 1.650.000 các bạn nhé. 1.650.000. Ok, đây là cái số 1, mình sẽ đánh dấu để cho các bạn dễ dàng trong việc chốt máy nhé. Cái số 1 bên mình đang bán là 1.650.000 nhé. Tặng kèm một bộ cáp sạc các bạn nha, không có ốp lưng, chỉ có cáp sạc thôi. Cây thứ hai là một cây Samsung A600, cũng là màu xanh. Cây này thì vỏ xước hơn cây kia, xước sát hơn rất nhiều đây. Đó, xước sát hơn nhiều. Ok, A600. Hôm nay mình sẽ bán xả để nghỉ Tết. Con này đang hết pin các bạn nhé. Thì chắc cấu hình và màn hình của nó cũng đẹp thôi, không có gì phải chê cả. Quan trọng mỗi ngoại hình, cấu hình thì như nhau, các bạn biết rồi. Samsung A600. Cái này cái số 2 mình cũng đang bán cho bạn giá là 1.650.000 nhé. Bộ này thì các bạn dùng thay máy cỏ thôi các bạn ạ. Bộ này dùng thay máy cỏ thôi. RAM rất là ok các bạn, lướt web Facebook, Zalo, YouTube, cũng như là chơi các cái game nhẹ bên là rất là ok. Còn lại PUBG hoặc các cái gì đấy nó phải yêu cầu RAM 4 đổ lên thì không chơi được các bạn nhá. Nhưng mình nghĩ chắc là vẫn chơi được thôi. Nó hạn chế nó còn chủ yếu vào con chip của nó nữa. Đây. Đây là cây số 3. Cái số 3 này. Đó, rất... Ồ, cái số 3 này khá đẹp nhá. Cái số 3 rất đẹp. Cũng RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái số 3 bên mình cũng đang bán cho bạn giá là 1.650.000 nhá. Đồng giá luôn. Nói chung hàng cỏ này thì vỏ của nó không quan trọng các bạn ạ. Đó, đã là hàng cỏ thì không quan trọng nữa. Ok, đã view xong 3 cây. Xem cây này nó lên pin chưa để cho các bạn xem. Ở đây. Lên này. Ok. Hoàn toàn trắng sáng đẹp đẽ các bạn nhé. Không có gì phải bàn cãi cả. Đây cây iPhone 8 Plus. Cây iPhone 8 Plus đây, hàng phẩy đẹp vẫn còn đây. Đó, bên mình đang bán 7.1 triệu, báo thay pin cho bạn luôn nhá. Pin EU chuẩn 100%. Đó. 7.1 triệu này, rất là led rồi, bản quốc tế Mỹ, pin là phải thay, zin đẹp các bạn nhé, thay pin đi thôi, ok các bạn, 7.1 triệu này. Tiếp theo nữa là hai chiếc iPhone 6 Plus, một cây số 3 và một cây số 5, hàng này, ngoại hình của nó thì đều là hàng phe phẩy nhá, đều là hàng xước phẩy nhá. Đó. Có cần có móp, nói chung cả hai cây đều như nhau. Mặt lưng đều đẹp nhá. Mặt lưng đều đẹp này. Đấy, con này nó xước sát một chút thôi. Đó. Bọn này thì màn hình thì đây các bạn, nhìn màn hình nhá, để cho các bạn so sánh luôn nhá. Cả hai đều màn
ám xung quanh nhá, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến độ hiển thị nhá. Màn ám vàng xung quanh mới là màn zin của iPhone nhá. Đó, còn nếu mà cái màn mà nó trắng trắng các kiểu thì nó lại không được uy tín. Đây là màn chưa qua sửa chữa gì. Con này là bản CH 64GB các bạn nhé, 64GB các bạn lưu trữ thoải mái nhé. Bọn này pin thì khả năng sẽ phải thay, nhưng mà mình sẽ để không thay pin cho các bạn. Giá là 2,5 triệu. Các bạn nào muốn thay pin thì thêm 100.000 nữa nhé. Thì mình bên mình gọi là hỗ trợ thay pin thôi, chứ thực ra các bạn không mua à, không thay pin thì bên mình lại càng lãi hơn. Các bạn thay pin vào là bên mình lại phải bù thêm tiền. Đây gọi là hỗ trợ các bạn thôi. 6 Plus 64GB 2,5 triệu, thay pin vào là 2,6 triệu. Đó. Tiếp theo nữa là các bạn đợi mình. Các bạn đợi mình chút nha. Ôi, lại bị gián đoạn nha các bạn. Đang ở đâu nhỉ? À, đang bắt đầu view đến cái bọn Oppo F9 rồi các bạn. Oppo F9 RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Con này thì zin nguyên bản luôn nhé. Main zin, màn zin nhé. Vỏ zin nhá. Đấy, nó là hàng công ty. Đấy, các bạn yên tâm. Cảm ứng thì trơn tru mượt mà luôn. Oppo F9. Đó. Thì con này bên mình bán cho bạn giá là cũng không hề rẻ đâu. Con này giá sẽ khá là cao bởi vì dòng Oppo F9 này được khá nhiều người ưa chuộng và nó rất là bền. Bọn Oppo F9 này bền, màn hình trắng sáng nhé, không có kiểu bị ám ố yêu nhé. Cái phần đấy, các bạn nhìn này, nó zin nguyên bản luôn. Đó, các bạn nhìn cái vỏ cực kỳ uy tín luôn này. Oppo F9 vỏ cực kỳ uy tín luôn. Đó, hàng công ty các bạn nhé, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cái này bên mình đang bán cho các bạn với giá của nó là 2,4 triệu nhé. 2,4 triệu khá là đắt, thì các bạn cứ cân đối nhé. Nó không phải là cái hàng nội địa Trung Quốc đâu. Bây giờ hàng Oppo thì các bạn nó sẽ có cái hàng nội địa Trung Quốc đẹp lung linh như máy mới luôn. Nói chung là đẹp không khác gì một chiếc máy mới, nhưng mà thực chất của nó thì nó là hàng, mọi người cứ bảo nó là hàng nội địa Trung Quốc thì mình dùng thì cũng ok thôi. Nhưng mà hàng đấy thì nó sẽ rẻ hơn hàng chính hãng rất là nhiều các bạn nhé. Cầm nó cũng sẽ khác đi một chút. Ok này, ra một bộ nhớ 64, 2,4 triệu này. Còn Nova 3i, Huawei Nova 2i nhá. Đó, 1,2,4,5,6,6,6,0. Ồ, sao con này mình cảm giác nó mượt nhỉ. Ra một bộ nhớ 64 các bạn nhá. Nova 2i. Trời, quá led luôn. Đó. Cái này bên mình cũng chả biết là các kênh bán như thế nào, nhưng con này mình nhập lại được của khách giá nó cũng không hề rẻ. Thì con này bên mình đang bán cho các bạn giá của nó là 1,650,000 nhá. 1,650,000 cộng cả phụ kiện vào đó, tặng kèm một bộ cáp sạc nhé, khả năng cường lực là sẽ có đấy. Oppo F9 với cả con Nova 2i này khả năng sẽ có cường lực đấy. 1,650,000 các bạn nhá. Ok này. Tiếp theo nữa là những chiếc Samsung A9 2018 của ngày hôm nay đi. Hôm nay bên mình là về được 4 cây. Hôm nay là có 4 cây đây các bạn. 2 cây màu đỏ nho, 1 cây màu đen và 1 cây màu xanh phỉ thúy. Thì bọn này tất cả đều là hàng Việt Nam nhé. Hàng zin Việt Nam, nó thì nó cũng hàng phẩy đẹp nhé. Hàng phẩy đẹp các bạn nhé. Thì bên mình sẽ vào view cho các bạn từng cây một. Thì bọn này ngoài RAM của nó là 6GB, bộ nhớ là 128GB, pin của nó là 3800, nó đang chạy con chip Snapdragon. Thì con này là mình nhớ không nhầm nó là 660, bởi vì cái thời bọn này ra là mình cũng rất là thích con máy này. Thật sự luôn, lúc nó ra là đời cam dọc này nó có 4 cam rất là đẹp, cam của nó cực led. Thứ hai, nó chạy con chip Snapdragon 8 nhân 660. Con này thì tiết kiệm pin và nó làm cho máy nó không bị nóng. Thực sự là mình rất là thích con này, nhưng mà đến bây giờ thì nó cũng đã được 2-3 năm rồi. Thì bên mình mới lại nhập được ít bọn này về bán cho các bạn, thì giá của nó thì cũng là khá là cao.
Bộ này nó là bản Việt nhá, không so sánh với các cái hàng xách tay. Đó, nó là hàng bản Việt công ty. A9/2018 thôi, A9/20. Đó. Rất là đẹp, riêng cái màu xanh này. Cái màu xanh này đây nó xước một tí ở đây thôi. Đó. Còn lại đẹp nhá, đây này, xước một tí này. Đó. Cái này thì là cây số 1 bên mình đang bán cho các bạn với giá là 3.950.000 các bạn nhé. 3.950 mình thấy hôm nay giá là bên mình đi nhập là nó không được tốt cho lắm, thì cũng không biết các cây khác bán như thế nào, thì mình dựa vào cái giá mình nhập thôi. Bán nhập cao thì bán cao, mà nhập thấp thì bán thấp nha các bạn nhé. Đây cây số 1 của cái này, nó ngoại hình của nó đẹp, tầm khoảng 95 đến 97%, hàng zin tuyệt đối nhá, zin tuyệt đối ấy. Đó, màn hình chẳng sáng, không ám, không ố, không lưu ảnh, không già, không dặn gì các bạn nhá. 3.950 rất là đắt. Cái số 2 đây, hồng phấn, hồng phấn rất đẹp luôn này các bạn ơi. Màu này kiểu như màu đỏ tía, tía kiểu tía cà trọi. Đó, hồng phấn này. Đó. Đây là mình mở này xem là còn pin hay hết. Đó. Cái này thì hết pin mất rồi. Ok, cái này là cây số 2. Cây số 2 của bên mình. Thì các bạn yên tâm một điều là màn hình không có lỗi lầm gì nhá, không ám, không phẩy, không bụi, không biết gì cả. Thì cây số 2 thì mình cũng đang bán 3.950.000, hồng phấn rất là đẹp. 4 cam vân tay, nhận diện khuôn mặt rồi các thứ. Tiếp cái nữa. Đó. Ok, màn này chẳng sáng như gương nhá. Ngoại hình này, ngoại hình cũng khá đẹp luôn các bạn nhé. Cái này ô sao cái này đẹp nhá. Cái này có thể nói là hàng 98-99% luôn các bạn nhá. Rất đẹp. Đây, bên mình cũng đang bán cho bạn giá là 3.950.000 nhá. RAM 6GB. RAM 6GB với một mức giá nó không tưởng, rất là rẻ. Theo như mình nhận định thì nó sẽ là một chiếc máy rất là rẻ. Lúc mới ra của nó là 13-14 triệu gì đấy. Bây giờ giá nó chỉ còn 3.950.000 thôi. Cây số 3 là cây đẹp nhất này. Ngoại hình đẹp gần như một chiếc máy quá giữ gìn. Đây, cái màu đen. Đây là các vết bẩn đó nha, mình chưa lau đâu. Đó, mình mới về mình test sơ cua thôi. Ồ, cái này cũng đẹp luôn. Đây có một vết xước. Đây có một vết xước nhẹ này. Đấy, chấm một vết thôi. Đúng cái vết xước nhẹ đấy thôi, còn lại là đẹp 99% luôn. Cái này thì vẫn còn, nhìn cái chữ Samsung này thì mình biết ngay nó là hàng trắng sáng rồi, không phải nhìn gì nữa. Đây là cái số 4. Cái số 4 của bên mình đang bán cho bạn giá là 3.950.000 nha, bán đồng giá luôn. Đây cái số 4, mình cứ đánh dấu vào để cho các bạn khỏi nhầm. Ok. Xem nào, tiếp nữa vẫn là những chiếc Samsung Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Rồi. Mặc dù cấu hình thấp hơn nhưng giá thành thì nó lại tương đương với cả cái bọn A9/2018 kia. Đây các bạn. Còn lại cây số 1 3.750.000, 3.700.000 màn chắc là ám nhẹ. Cây số 4 cũng 3.700.000 màn ám nhẹ. Cây số 2 thì đẹp hơn. Hình như vẫn còn nữa thì phải. Vẫn còn đấy, vẫn còn những chiếc máy giá 4 triệu. Các bạn nào muốn xem rõ các cái con máy này, cái con Samsung S9 này thì xem bọn mình ở video trước nhé. Ở những video trước mình cũng đã view rất là kỹ những chiếc máy này rồi, và từ màn hình rồi các thứ của nó mình view rất là chi tiết. Với RAM 4 bộ nhớ 64, bản Hàn nên 2 SIM rồi các bạn nhé, tất cả đã chạy 2 SIM rồi. Tiếp theo đây là một chiếc S8 Plus, cây bản Việt. Cây số 4 giá 3.850.000. Đây, ngoại hình thì có xước sát phê phẩy, xước sát chút thôi.
nhưng mà màu sáng này thì nó sẽ không nhìn thấy, không nhìn rõ. Đó. Màn hình thì hoàn toàn là trắng sáng, sạch sẽ, không ám, không ngố gì các bạn nhé. Đó, S8 Plus. Cái này 3.850.000. Đó. Với ngoại hình của nó là RAM 4, bộ nhớ là 64GB, màn hình thì thon dài, rất đẹp. Đó. Màn hình toàn 2K luôn các bạn nhé. Đó là khởi động lên để cho các bạn nhìn màn hình nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Trắng sáng như trên ga bóc luôn này. Ok. Con này đang là 3.850.000 nhá. Và để so sánh hai con này với nhau. Đây các bạn cùng chung một tầm tiền. Thực ra thì mình vẫn thiên về các cái dòng này hơn, dòng S, dòng cong hơn. Đấy, thực ra là chung một tầm tiền đây. Cấu hình khỏe hơn, màn hình to hơn, pin trâu hơn. Đấy, nhưng mà giá thì lại rẻ hơn. Các bạn lại đợi mình một chút nhá. Xin lỗi các bạn nhé, quay video bằng iPhone là bất tiện, nó không có cái nút pause cho nên là nhiều lúc nó cứ bị gián đoạn như vậy. Đó, mình thì mình vẫn thiên về cái bọn màn cong này hơn. Màn cong cầm nó chắc chắn và nhìn trông nó sang trọng hơn. Nhưng mà dòng này thì các bạn lại khỏe khoắn hơn. Các bạn dùng chơi game hoặc là giải trí vẫn thích hơn. Nó cũng là màn Super AMOLED hết các bạn nhé. Tiếp theo nữa là những chiếc iPhone 7 hàng siêu chất các bạn nhé. Toàn là pin dung lượng pin còn cao ngất trời luôn. Mà sạc toàn ít lần này, 58 lần, 148 này, 25 lần này, 39 lần và 97 lần này. Pin toàn 99 này. Thì ví dụ như cây số 1 pin 99 còn bảo hành đến tháng 6 năm 2021 này. Cây số 2 pin 99 còn bảo hành đến mùng 3 tháng 11 năm 2021 này. Cây số 5 thì còn bảo hành đến tháng 6 năm 2021 pin 99 này, cây số 4 này pin 97 cũng còn bảo hành đến tháng 5 này. Cây số này là 98% này. Đấy, cái P98 còn bảo hành đến tháng 8 năm 2021. Đấy, toàn còn bảo hành dài luôn các bạn nhé. Bạn dùng bọn này thì hoàn toàn yên tâm nhé. Đó. Tiếp theo nữa là những chiếc Samsung Galaxy Note 8 đi. Note 8 thì hôm qua mình về khá là nhiều và bán hôm nay cũng chưa bán được nhiều. Ở bên mình sẽ vẫn vào view lại cho các bạn cùng xem. Đó, nếu bạn nào muốn xem kỹ chi tiết hơn thì có thể xem ở video trước giúp mình nhé. Mình sẽ tìm cây sổ nó nhỏ nhất để mình view cho các bạn này. Đây là cây số 1 bên mình đang bán giá là 4 triệu này. Cây số 1 thì ngoại hình của nó là hàng phe phẩy. Đó, hàng phe phẩy này. Đó, phe phẩy một chút thôi, còn lại là đẹp nhé. Màn hình thì hoàn toàn tuyệt vời luôn các bạn ơi. Trắng sáng, lung linh luôn. Đó, nó có ám thanh công cụ nhé. Ám thanh công cụ thì nói chung là không tính tiền. Với cái bọn đấy thì nhìn nó chỉ là cái thanh công cụ thôi. Đó các bạn nhìn này, màn trắng sáng tuyệt vời luôn. Chẳng như trứng ga bóc. Con này bên mình đang bán là 4 triệu nhá. Xem cây số 2. Cây số 2 cây màu xám tím đây. Nhiều anh khách lại bảo nó cây màu mắm tôm. Đó, màu mắm tôm đúng thôi. Mình nhìn thấy cũng đúng nhưng mà nó nói màu mắm tôm thì nó lại thành hơi có mùi. Nên là mình nhìn dám nói màu tìm khói nhá. Đấy, cái này bên mình đang bán giá là 4 triệu này. Về màn hình thì cũng không thể chê vào đâu được. Đó, cũng trắng sáng, ám nhẹ phân khoảng đây. Các bạn ở ngoài các bạn nhìn kỹ thì mới thấy thôi, còn không nhìn kỹ là không thấy đâu. RAM của bọn Note 8 này đều là RAM 6 bộ nhớ 128GB hết các bạn nhá. Nào đến cây số 3. Cây số 3 là một cây bản Việt đây.
cái số 3 bản Việt. Đó, giá là 4 triệu các bạn nhá. Đấy, về ngoại hình này. À, nó xước sát một chút này. Ừ. Ok, xem màn hình này. Wow, màn hình hoàn toàn đẹp các bạn nhé. Đây ám thanh công cụ ở phía dưới này. Đó. Còn ở trên là đẹp. Đó, ok các bạn này. Cái này bên mình cũng đang bán cho bạn giá là 4 triệu nhá. Nào, xem cái số 5 luôn này. Đây cái số 5 đây các bạn. Đây, cái số 4 ở cái số 5 nhá. Cái số 4 bán thôi, cái số 5 này. Đó, nó là một cái bản Hàn Quốc này. Về ngoại hình này thì nó có xước phải phẩy chút này. Đó, ngoại hình có xước phải phẩy nhá. Ui. Màn trắng tinh 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 luôn các bạn ơi. Có đúng một cái hình kiểu như dấu cộng mờ mờ ở đây thôi. Còn lại đẹp lung linh luôn. Note 8. Bản Hàn chạy chip Exynos các bạn nhá. Đấy, hàng phê phẩy của quý này rất là đẹp. Cái số 5 này đẹp nhưng màn trắng lắm. Nó có dấu cộng ở đây nhìn thì nó rất là mờ. Và thứ hai nó ở gần thanh công cụ thì nhìn nó cũng không rõ. Cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 4 triệu các bạn nhé. 4 triệu cái số 5 này. Ta vào cây số 6 này. Cây số 6 là một cây bản Hàn. Cũng chạy chip Exynos 2 SIM. Đấy, giá, cây số 6 là giá là 3 triệu 9 này. Cái này đã dán cương lực rồi nhá. Đã dán cương lực UV, keo UV này. Về các bạn không phải dán cương lực nữa nhá. Nó có một vết xước màn ở đây. Đấy, một vết xước. Đấy, rất đẹp này. Đấy, chấm này. Nói chung ngoại hình bọn này cũng khá khá đẹp các bạn nhá. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 3 triệu 9 thôi. Đó, màn đẹp mà lại có cương lực, giá chỉ có 3 triệu 9 này. Tiếp theo cây số 7 này. Ô, mặt nưng đẹp luôn. Cây số 7 mặt nưng đẹp luôn. Giá 3 triệu 8 là tại sao nhỉ? Thứ nhất là hàng nó có xước phê phẩy. Đấy, hàng xước phê phẩy. Ok các bạn nhé. Cái này thì có ám nhẹ nhé. Ám nhẹ này. Cái này bên mình đang bán cho bạn giá là 3 triệu 800 nghìn nhá. Đó, 3 triệu 800 này. Ok. Cây số 8 đâu rồi, cây số 8 đâu rồi, thì còn cây số 9 này. Cây số 9 này, màu xanh này rất là đẹp. Cây số 9 này thì nó xước phải phẩy một chút ở viền này. Đó, xước một chút ở trên đầu này. Cạnh này. Nói chung là con này thì xước nhìn thì tổng thể thì nhìn xa nhìn nhát cả thì rất là đẹp phải không các bạn? Nhìn màu rất là bóng, rất là sang. Đó. Cái này thì xem màn hình của nó này. Trời ơi, màn hình trắng sáng, trắng tinh luôn các bạn ơi. Ủa, con này màn đẹp luôn này. Đó. Cái này bên mình đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 100 nghìn nhá. 4 triệu 100 nghìn. Ok, cái số 10. Cái số 10 của video. Đấy. Giá là 4 triệu. Cái này ngoại hình thì đẹp hơn cái số 9. Ngoại hình đẹp hơn. Vào xem màn hình của nó này. Ô, màn hình cũng đẹp này, cũng ám thanh công cụ nhẹ này. Nhưng thanh công cụ thì các cái đấy thì không tính tiền rồi. Nó rất là đẹp. RAM 4 bộ nhớ 64, 2 SIM. Cái số 10 giá 4 triệu này. Cái số 11 này. Để xem cái số 11. Đây về ngoại hình này. Rất đẹp các bạn nhé. Ngoại hình thì xước đây góc này có xước nhẹ này. Xước này do dùng ốp thôi. Ok, rất đẹp luôn này. Này. Màn hình này. Ô, con này còn không có vết ám luôn. Con này không ám luôn các bạn nhé. Cái này đang bán cho các bạn giá là 4 triệu 100 nghìn này. Ồ, oh, Note 8 khá là rẻ. Cấu hình cao mà khá là rẻ, RAM 6 như 64GB. Cái này làm sao mà bán được bọn S9 nữa nhỉ. Note 8 khá rẻ rồi. Tiếp theo là con Note 9. Note 9 là 5 triệu 9 bản Hàn. Bộ nhớ của nó là 128GB, RAM của nó là 6GB. Viền thì đẹp lung linh.
Lưng thì xước nhẹ một tí ở dưới này, màn thì trắng sáng sạch sẽ, cũng đây ở đây cũng có vết xước đây đó, xước nhẹ thôi, xước nung mèo thôi, không sao cả đó. Cái này thì bên mình đang bán cho các bạn giá 5,9 triệu nhá. Màn hình zin đẹp luôn đó, zin đẹp trắng sáng trắng như gương luôn nhá. Con này không nói đến màn hình, ok, hàng đẹp 5,900,000. Đây có thể gọi là hàng 95-97% các bạn nhé. Nó chỉ bị xước thôi chứ chưa bị va đập phát nào đâu. Redmi K30. Đây mình có một cây K30 RAM 8 bộ nhớ 128 các bạn nhé. RAM 8 bộ nhớ 128. Con này thì là màu tím. Đây mình là màu tím khoai môn này. Đó, nhưng mà bọn này thì tím đẹp hơn bọn Note 9. Đó, rất là đẹp này. Máy lưu full box nhé, có cả cáp sạc nhanh và ốp lưng nhé, đầy đủ đồ cho các bạn luôn, cả que chọc sim. K30 RAM 8 bộ nhớ 128. Đây mình đang bán cho các bạn giá của nó chỉ có là 4,850,000 thôi. K30i 5G, con này có hỗ trợ sóng 5G các bạn nhé. Đó. Cái này thì RAM 6 bộ nhớ 128GB, bộ nhớ khá là khủng, lưu trữ quá thoải mái. Đây, màu trắng đa sắc các bạn nhé, màu đa sắc rất là đẹp, cũng full box, cũng có ốp và cáp sạc các thứ. Bên mình đang bán là 5,450,000 các bạn nhé. Đó, thì hôm nay bên mình cũng đã view xong những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng, thì mong rằng nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn, và bên mình sẽ ngày mai là sẽ tiếp tục đi tìm kiếm các chiếc máy để phục vụ các bạn cho đến Tết các bạn nhé. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ kênh giúp bên mình nhé, để cho kênh mình nó phát triển bằng anh bằng em, và có động lực làm nhiều video hơn và kiếm được thật nhiều máy hơn. Bây giờ thì mình xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.